rừng về chứ nhỉ? Ai làm nền nền cái chỗ này tí. Núi sang thì sang núi đấy. Không không phải núi xa đâu. Cái này nó cứng như gỗ này không à? Hả? Cứng lắm. Không 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 phải núi xa. Không không phải xăm trái xăm núi gì cả. Còn kim tiền. Kim tiền. Kim tiền. Kim tiền. Kim tiền của nó là nó như đồng tiền là nó to bằng to này. Cũng có thể cây này nó già quá nhưng mà hoặc là một giống khác. Con này xăm núi. Không không phải xăm núi. Xăm núi thì không phải rồi. Khẳng định. Không phải xăm núi. Cái này không phải. Ông nhìn này, cứng như này không phải. Con kim tiền của nó là nó tròn như là đồng tiền mà nó to bằng này mà là nó dày nó thân nó đen cơ. Đây mà nó là kim tiền. Hay kim tiền đấy không ạ? Kim tiền đấy, giống đá bé. Kim tiền. Kim tiền. Kim là bé rồi nhưng mà con biết cái kim tiền của nó bằng này này. Đúng rồi. Cái kim tiền mình thường thấy đen như là thân cực đi. Đây là cái lá của nó đấy à? Đấy. Chuẩn bonsai lá bé tí. Càng bé càng đẹp. Dăm riếc này. Đẹp. Như rùa. Cái này khoảng bao tiền đấy? 1,5 triệu. Thiên nhiên luôn. Vẫn còn nguyên này, đang thiện đúng không? Đấy, vẫn nguyên đem ra để sửa. Rồi dãi để đem ra để sửa này. Nhìn này mà vặt mất nửa buổi đấy. Nửa buổi cũng xong. Đây còn tách vỏ ra còn nhiều. Dày. Cái đẹp này còn sửa cái gì anh? Cắt vân làm mới làm mới là bỏ vân dăm đi chứ. Đấy, tỉa xong ra chờ em tí em nhấc phát được không? Nhẹ mà đấy con là cốt đẹp mở cốt lên đẹp của cụ à bây giờ nó cũng trồng cũng chậu rồi đúng không? Ừ, nhìn này gốc cái bè nở nhỉ, gốc nó nở mà đầu tiên cứ tưởng nó quay thế này cứ tưởng là hai thân. Ừ. Nhưng mà cùng nhìn kỹ là một thân. Thân hay mà. Hay đấy. Đó. Mai sáng. Nay còn cây gì nữa anh? Nay có cây gì nữa? Đó. Ở đây. Hôm nay là đem toàn cây tương thì. Đồng dưới nha. Hợp lý. Đây lên chậu nó nhìn nó khác các bạn. Đấy, chậu. Cái này nó không sống được trong nhà đúng không? Để được. Là hàng bonsai chả cái nào sống trong nhà. Nó thế đúng cho rồi nhanh. Nhưng mà cây này nó có vẻ là chịu được cái chất lá này nhiều như nhựa. À, mình để khoảng độ đấy, tuần 2 tuần. Đấy, ra ngoài. Không thì mới 3-4 hôm lại bỏ ra. Mọi người cứ bảo là cây bonsai sống trong nhà thì cho một cái chậu mỏng như mẹ như của Nhật của tao nhỉ. Nhìn nó phụ. Nhìn cái gốc nó nở hay. Công này không đi trồng cây à? Không, về rồi, về chiều qua rồi. Nhưng mà cho về quê, cho cây về rồi? Lấy qua, về xong về nhà bán cây một cây rồi. À. Về điện thoại qua bán cây gì? Bán cây chuối hay cái gì? Cái xì. Mang hai cây. Cái chuối của anh người nhiều thằng thích phết đấy. Nhiều cái này biết tỉa cái đúng không? Không, con này bây giờ cắt lượt này đi thì kể cả để không rồi. Đây chẳng hạn vừa là cắt mình sửa một lượt này thì mai dăm nó sẽ đẹp và mình vừa đấy về. Đấy bây giờ bác nào mà lên. Bác nào mua ra là ướm chậu luôn đằng kia là ngon luôn. Đỡ phải về nhà xong lại đi mua chậu. Chơi cái này là chơi cái cổ thụ, xa xăm. Quá cổ thụ. Nhìn sẽ từ xa đến. Thiên nhiên đấy. Cái này thì cũng ra vặt tay nào không chê được nó nhỏ. Đố ai muốn, không ai làm được. Cây này ngày xưa chỉ có trâu nó hay liếm xung quanh ấy. Trâu mình dê. Đấy. Đúng rồi, đúng nghệ nhân nào. Tự nó cùn đi. Nghệ nhân tự nhiên. Bán khác. Hả? Bán đó. Bán thì mới lâu rồi. À, trồng ở đây à? Không. Đang đòi. Lước. Vê. Xì ạ. Nước thì nó thành nước. Đi ra uống nước gì? Quay làm chút là em. Vâng. Đây là của anh từ đây vào à? Ừ. Xì tay chuột đẹp đấy nhỉ. Mấy đồng anh? Số 2. Số 2. Đấy. Số 2. Cây chuột đó đặc điểm là nuôi nhanh, cắt dầu phun đấy nhanh.
đơn đỏ đúng không anh? Giấy bao nhiêu tiền anh? Hả? Con giấy này sao? Giấy 8 đồng rưỡi. 8 đồng rưỡi. Mai này rồi. Kinh nhỉ, vỏ ốc mẹ kiểu này kiểu tháo ở Sầm Sơn về ấy. Đó. Giấy tím. Đấy, để này nhiều hoa chứ bây giờ mà tỉa thì mất hết hoa. Ông nào thích thì đọc số để giao lưu nhé. Anh Việt đọc số thì anh em xa gần giao lưu nào. 0971 3131 0707. Rồi, Bình Việt. Nhiều cây hay hay đấy. Giấy này là sao làm nghệ thuật đấy. Đẹp, hết đẹp, anh Vân Nhân. Đấy, có cái tay rơi này khá là kỹ rồi. Cái làm cái bông 40 triệu. Đồng chí Tị. Vâng, xin chào anh. Dạo này cây cối thế nào? Từ giờ đến trưa hết cái này là thành công rồi. Bắt hết. Công việc ổn định. Công việc ổn định. Đấy, đang có đồng chí nào hỏi cây si 40 triệu này này. Nổ rồi em ơi. Nổ rồi à? Nổ cho ai? À, con tay. À, thế à? Hạ nhiệt. Xong rồi. À, xong rồi. Cho ai đấy? Về Bắc Giang rồi. Ông nào? Ở đây mua hay là ở đâu? Mua xong rồi về Bắc Giang, nghĩa là cuối tháng thì chuyển cây. Tốt quá. Đấy, này nó nảy hay nhỉ? Thế là thợ Bắc Giang lấy cả đuôi của anh. Hồi trước để giống một cây rồi, cũng mấy chục. Thì ông bảo con này để lốt ra. Tốt quá. Đồ khổ quá. Thế là xong rồi. Nhưng mà chỗ ảnh không đẹp nên bằng nhìn trước tốt. Ừ, đúng. Anh nhìn ngoài đẹp hơn cho mặt. Lối cổ ấy. Anh kẻ nó cây lối cổ mình chấp nhận ấy. Kia có con sinh huyền đẹp kia đẹp. À đúng rồi. Đang bảo bao nhiêu quên mất rồi. Đây là con huyền huyền nào. Con đổ ạ. Đúng đang đòi bao nhiêu nhỉ? Con thẳng đẹp hơn. Anh kia đâu? Không biết. Đi nó hỏi đúng. Mới đời mới. Đổ hay đấy, nghệ thuật. Đấy, thế là lên đường rồi. Thôi. Đấy, nay nó nảy nảy này rồi. Dưới. Chất liệu tốt đấy, da sáng. Nó vẫn nhìn như bình thường.
đẹp đấy. Như đây mới là chuẩn đây. Cứng nhỉ. Già. Kiểu dê nó ăn. Với lại nó mọc ở trên rừng trên núi nó khắc khổ. Châu bò nó ăn. Người làm không thể bằng tự nhiên được. Mẹ con phải thanh thì đẹp nói. Mấy con đẹp. Ok, tạm biệt khu vực sáng sớm vui vẻ này, sang chỗ bác khác.